Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Auto Life, xe và đời sống. Và hôm nay chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về đèn ô tô, đèn trên xe ô tô ha. Và thưa các bạn, hiện nay trên ô tô thì người ta đang sử dụng các cái kiểu đèn như sau. Thứ nhất là kiểu đèn halogen, đó là kiểu đèn cơ bản nhất, đơn giản nhất và rẻ tiền nhất. Cái thứ hai nữa, cao cấp hơn, đó là đèn xenon, đèn HID. Và tiếp lên nữa là sau này tiên tiến hơn, đó là đèn LED. Và cao cấp nhất hiện nay đó là đèn laser thưa các bạn. Đèn laser trên những cái xe cao cấp như là BMW, Audi thì hiện nay người ta đang sử dụng đèn laser. Trong cái nội dung clip ngày hôm nay thì tôi sẽ đề cập cơ bản đến hai kiểu đèn mà phổ biến nhất, đó chính là đèn halogen và đèn LED LED, đèn LED. Hiện nay thì đèn xenon á, nó cũng không có còn được sử dụng nhiều. Sau khi mà đèn LED ra đời thì đèn xenon nó dần mất đi, bởi vì là cái cường độ chiếu sáng của đèn LED nó vẫn đáp ứng được như là đèn xenon. Tuy nhiên là đèn xenon thì nó có những cái nhược điểm như là nó nóng và nó còn cần thời gian chậm để có thể phát huy được cái cường độ sáng tối đa. Cho nên hiện nay trên thị trường chủ yếu là đèn halogen và đèn LED. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sự khác biệt giữa đèn halogen và đèn LED là như thế nào các bạn nha. Thưa các bạn, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đèn halogen trước. Đây, tới bên tay phải của tôi thì chúng ta đang có một chiếc xe Vios phiên bản E CVT, số rộng CVT. Và cái kiểu đèn này là kiểu đèn bóng chiếu, projector, dành cho đèn chiếu gần. Như vậy hiện nay tôi đang bật đèn chiếu gần nha các bạn. Và ở phía trong sẽ là đèn, đây phía dưới này sẽ là đèn chiếu xa. Và cái kiểu của nó là kiểu phản xạ đa hướng thì tôi chưa có bật lên. Và ở đây chúng ta thấy có đèn định vị dạng LED thì chúng ta không có nói đến trong cái nội dung clip ngày hôm nay. Thế thì ngay lập tức các bạn nhận ra rằng đèn halogen dành cho chiếc xe này đó sẽ cho ánh sáng màu vàng ha, cho ánh sáng màu vàng, và cái cường độ chiếu sáng thì nó sẽ không có thực sự tốt đối với loại đèn halogen. Thế thì trong trường hợp chúng ta cần một cường độ chiếu sáng tốt hơn, để tôi sẽ cho các bạn xem bằng cách là tôi sẽ bật luôn đèn chiếu xa lên ha. Rồi, đây, và bây giờ tôi đã bật cả đèn chiếu gần và đèn chiếu xa, gần và chiếu xa của xe Vios E-CVT. Và chiếc xe này có kết hợp giữa kiểu projector hay là đèn chiếu và cả loại phản xạ đa hướng, tất cả đều sử dụng bóng halogen. Và qua một khoảng thời gian tôi bật cái bóng này lên thì khi mà tôi sờ vào trong cái đèn, tôi sẽ cảm thấy là cái phần đèn này nó đã ấm lên. Như vậy là đối với đặc điểm của bóng halogen sẽ cho ánh sáng màu vàng và sẽ tỏa nhiệt. Đó, tỏa nhiệt nhiều, dẫn đến là phần nhựa này ở bên ngoài, phần bóp nhựa bên ngoài nóng lên. Đấy là những cái đặc điểm của đèn halogen. Thế thì tất dĩ nhiên là khi mà nóng lên như vậy thì đó là một nhược điểm của đèn halogen. Thế thì ưu điểm của đèn halogen là gì thưa các bạn? Ưu điểm của đèn halogen cơ bản nhất đó là nó rẻ. Nó rẻ và nó rất là dễ dàng thay thế. Với một cái bóng đèn như thế này, chúng ta khi bị cháy thì chúng ta chỉ thay cái bóng với chi phí rất là thấp. Vì vậy mà nó đèn halogen vẫn còn được ứng dụng ở trên những cái dòng ô tô hiện nay. Để quan sát tốt hơn cái khả năng chiếu sáng của đèn halogen thì tôi sẽ tắt bóng điện ở phần tắt điện ở đây và chúng ta cùng quan sát các bạn nha. Rồi, đó, bây giờ chúng ta sẽ vào vị trí của người lái để chúng ta sẽ quan sát cái phần chiếu sáng của đèn. Tôi sẽ sử dụng camera tại vị trí của
lái xe để giúp các bạn dễ hình dung. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì tôi đang ở tại vị trí của tài xế cho chiếc xe Toyota Vios này, và bây giờ tôi sẽ lần lượt bật đèn lên để cho các bạn quan sát ha. Rồi, đây là chúng ta sẽ bật đèn, đây là đèn chiếu gần thưa các bạn, đèn chiếu gần. Như vậy chúng ta thấy rằng với đèn chiếu gần kiểu projector sẽ cho khả năng hội tụ ánh sáng rất là tốt. Đó, ánh sáng được hội tụ tốt mà không gây lóa mắt cho người đối diện, sẽ phù hợp với điều kiện chúng ta di chuyển trong đô thị. Rồi, khi mà chúng ta cần một luồng sáng mạnh hơn và rộng hơn thì chúng ta bật đèn chiếu xa. Thì tôi chỉ đẩy cần đèn này về phía trước nè. Đó, chúng ta sẽ có tín hiệu là đèn chiếu xa hiển thị trên tắp lô. Rồi, bây giờ chúng ta thấy rằng cái vùng chiếu sáng đã rộng hơn và cường độ chiếu sáng tốt hơn. Như vậy chúng ta thấy đèn halogen phần nào đáp ứng được về hiệu quả chiếu sáng cũng như là mức độ an toàn. Đó, thì do các bạn đánh giá ha. Thì đó là những cái đặc điểm trên đèn halogen. Thưa các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại đèn tiếp theo, đó là loại đèn LED. Đối với chiếc xe Vios G này, chúng ta thấy bóng đèn của nó hoàn toàn là bóng LED hết, từ bóng chiếu sáng cho đến đèn đề mi hay đèn vị trí, hay là nó cũng chính là đèn LED ban ngày luôn các bạn. Trong trường hợp chúng ta nổ máy lên thì đèn này nó sẽ trở thành đèn LED ban ngày. Theo cụm đèn này thì các bạn thấy rằng hiện nay có ở đây có 3 bóng nè. Thì chúng ta thấy có 2 bóng sáng và 1 bóng chưa sáng. Như vậy 2 bóng bên ngoài này tương tự đó là đèn chiếu gần hay còn gọi là đèn cot, và bóng phía trong là đèn chiếu xa hay còn gọi là đèn pha. Đó. Và cái kiểu bóng chóa, cái kiểu chóa đèn này là kiểu phản xạ đa hướng ha. Thế là xe này là xài phản xạ đa hướng hết, cả chiếu gần và chiếu xa đều là phản xạ đa hướng, không phải kiểu projector. Thế thì chúng ta nói tiếp về đặc điểm của đèn LED sẽ cho ra ánh sáng màu trắng, màu trắng và ngã xanh, hơi ngã xanh một chút. Và khi tôi sờ vào cái phần ốp bảo vệ thì tôi sẽ chỉ cảm thấy hơi ấm một chút xíu thôi, không có nóng như là bên halogen. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng bóng đèn LED tỏa ít nhiệt hơn và hầu như là rất là ít nhiệt so với đèn halogen và cho ánh sáng màu trắng xanh. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật luôn đèn chiếu xa để cho các bạn quan sát về cường độ chiếu sáng cũng như là cái vùng sáng ha. Đó. Và đây, như vậy là bây giờ cả cụm đèn này đã chiếu sáng hết đèn chiếu gần và đèn chiếu xa. Và khi cần thiết chúng ta có thể bật thêm đèn cản hay là đèn sương mù để tăng cường cường độ ánh sáng. Thế bây giờ tôi sẽ tắt các bóng điện ở đây và xin mời các bạn vào vị trí của người lái để chúng ta cùng quan sát cái vùng chiếu sáng của chiếc xe Vios G này. Và một cái và trước khi chúng ta thử điều đó thì tôi cũng nói luôn với các bạn, thế là ưu nhược điểm của dòng của đèn LED là gì. Thì đèn LED rõ ràng là cho cường độ chiếu sáng tốt và ít tỏa nhiệt. Mà một ưu điểm tuyệt vời nữa được của đèn LED là cho khả năng phát sáng rất là nhanh, khi chúng ta bật là sáng liền, không có thời gian chờ. Tuy rằng cái thời gian nó rất là ngắn, khoảng tính bằng phần trăm hoặc là phần ngàn giây thôi. Tuy nhiên đó cũng là sự khác biệt, khi đặc biệt là ứng dụng trong những cái đèn phanh đó bạn, đèn khẩn cấp, đèn báo phanh, thì đèn LED cho khả năng bật là sáng, đạp phanh là sáng liền. Đó, thì đó là ưu điểm cực kỳ tốt của đèn LED. Ngược lại, nhược điểm của nó là gì? Tất nhiên đó là nó sẽ mắc hơn so với đèn halogen. Đó là nhược điểm của đèn LED. Rồi, bây giờ mình tắt điện đi. Đó. Và xin mời các bạn chúng ta vào trong để chúng ta quan sát. Rồi, bây giờ tương tự như vậy, cùng một điều kiện ha, tôi sẽ lần lượt bật đèn này lên. Đó, đây là đèn chiếu gần và tôi sẽ tắt cái đèn cản đi. Nè, khi bật và tắt đèn cản nè các bạn. Giờ tôi tắt đèn cản đi ha, đèn sương mù ấy. Thì đây là đèn chiếu gần của
bóng led và bật đèn chiếu xa lên. Đó, khả năng chiếu sáng của đèn led thì tôi thấy rằng cái bóng này cho ánh sáng sẽ tương tự là ánh sáng ban ngày hơn, trong khi bóng kia thì nó màu vàng. Cường độ chiếu sáng tốt ha, và cái khả năng bật sáng rất là nhanh nè các bạn. Đó, hoặc là khi nháy đèn nè, đó, rất là nhanh. Đó là ưu điểm của đèn led đó các bạn. Rồi, bây giờ tương tự như vậy thì chúng ta thấy khi bật đèn sương mù và không bật đèn sương mù nè, thì ở phía dưới nó sẽ có thêm một cái vạch sáng nữa. Đó, rồi. Vâng, thưa các bạn, trên đây thì tôi đã phân tích trực quan cho các bạn thấy các đặc điểm của đèn halogen và đèn led, hai loại đèn phổ biến nhất trên ô tô hiện nay, để giúp cho các bạn có sự so sánh và đưa ra sự lựa chọn khi chúng ta đi mua xe, hoặc là có thể nâng cấp cho chiếc xe của mình. Nếu mà nó chỉ sử dụng đèn halogen thì vẫn có thể nâng cấp được lên thành đèn led. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và hãy đăng ký kênh Autoline Xe và Đời Sống để nhận thông báo các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.